Sự thành công của hàng loạt ngôi sao MMA chọn Muay Thái là môn tập luyện chính, khiến khán giả nghĩ rằng MMA chính là đất dụng võ tuyệt vời cho môn võ này. Nhưng kỹ thuật Muay Thái trong MMA tưởng chừng như vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có những tử huyệt mà người ta chưa hẳn đã chú ý. Trước hết, không thể phủ nhận độ hiệu quả của Muay Thái khi nó vừa sở hữu hệ kỹ thuật striking đa dạng, vừa được trui rèn bằng chế độ tập luyện và thi đấu khắc nghiệt. Cọ sát liên tục với các môn võ khác suốt chiều dài lịch sử, Muay Thái vừa là môn võ thuật truyền thống, vừa phát triển thành thể thao đối kháng hiện đại với hệ thống kỹ thuật không bao giờ lạc hậu. Nhưng đó là câu chuyện trước khi những võ sĩ Muay Thái đầu tiên bước vào lòng bát giác. Cũng như mọi môn võ khác như BJJ, boxing, karate, những tứ huyệt của Muay Thái trong MMA là những vấn đề kỹ thuật mà các võ sĩ phải xử lý được trước khi làm được những điều mà Anderson Silva hay Jose Aldo đã làm. Thế đứng cao. Muay Thái có thế đứng tương đối cao. Lối đánh bấm bổ của Muay Thái khiến các võ sĩ không cần đứng với stand rộng để dễ vào ra pha NJ. Cách đứng này cũng khiến họ dễ phóng cú tiếp, đạp trước vào bụng đối thủ hơn. Cú lên gối đến được mục tiêu nhanh và dễ hơn. Và đây chính là tử huyệt lớn nhất. Thế đứng cao khiến một võ sĩ thuần Muay Thái trở thành con mồi ngon mắt cho những tay đấm có khả năng căn chỉnh khoảng cách tốt hoặc những gã xuất thân từ bộ môn vật Judo. Ngôi sao MMA World Championship Sanon Wirachai cũng từng ăn hành theo kiểu này khi anh chưa sửa được lối đánh thuần Muay Thái của mình. Đòn đấm ngắn. Võ sĩ Muay Thái nhìn chung ưu tiên đòn đá hơn cú đấm. Cú đấm trong Muay Thái tương đối ngắn hơn boxing vì các võ sĩ Muay thường không kéo hết vai, cánh tay ra để mở tầm đòn đánh. Nếu làm thế, cơ thể họ sẽ mất trữ lượng động năng cho những cú đá kế tiếp. Muay Thái không thật sự trọng dụng những đòn đấm một phần vì bộ luật được thiết lập để tạo sự khác biệt với kickboxing. Trong MMA, đòn đấm là vũ khí cực kỳ đa dụng và chiếm tầm quan trọng. Tập trung vào cú đấm cho phép họ chiến đấu hiệu quả, kể cả ở thế đứng thấp. Chét đòn đá nên hay không? Võ sĩ Muay Thái có một phản xạ tuyệt vời là chét đòn đá, nhấc ống chân lên để chịu đòn low kick bằng góc độ dễ chịu nhất. Nhưng đó là trong Muay Thái thôi. Đối với MMA, chét đòn đá không khác gì tặng không cho đối thủ những cơ hội tuyệt vời để lao vào takedown, đặc biệt là khi người chét đòn đá đang sẵn đứng thế cao. Bạn muốn dùng Muay Thái trong MMA, đừng dại dột dùng toàn bộ hệ kỹ thuật đó. Bất cứ môn nào cũng phải thay đổi ít nhiều để tồn tại được trong lòng bát giác.